Quy Dâm đã sẵn sàng đi đào khoai tây nè cả nhà ơi. Con bút chì chè. Rồi nó gục rồi nè. Bây giờ mình sẽ đào coi có bao nhiêu củ nha. Nó in nó. Quỳ. Và ông lâu về sao? Ông lâu về sao? Wow. Đi đều gắm mò. Chị chưa ở nhà bố chì bông tê lắm. Mà nó ông gà mê lúc cú tích. Chưa bố chì? Ôi, chì bật chì gây mà tập. Toutes ces plantes pour si peu de pommes de terre. Hein? Toutes les feuilles pour un petit peu de pommes de terre. La ficelle. Kylian, on a vu. Wow! Il y a toute petite, comme une bille. Oh, ah oui, elles sont belles. Sont belles les pommes de terre. Ah, là encore, il y en a une. On dirait un petit bonhomme avec la tête.
une voix de ça. Oui. Ce cas, elle va filmer. Kayane aussi fait son petit bazar. Ah, j'attends. Hein? Kayane aussi fait son petit. C'est comme un nid. Un nid. C'est comme un nid. Oh, il y a ici. Ici. Oh, derrière moi. Ok, maman va faire doucement. Il y a beaucoup de bobs hein. Attends, maman va faire doucement. Un gros beau de terre. Ici où il y a. C'est un beau citron. Ouais, il y a toute une petite là. Ah, encore une. Il y a petit loup. Tiens. Et là. Eh oui. Allez, voilà. Il y a beaucoup, hein? Oui. Et la main là. On va enlever des petits. Ouais. Et ça, ça. Kylian! J'en ai vu trois pommes de terre. J'en ai vu trois pommes de terre. Oui. Allez, on va l'autre côté. Encore. Oui. Là, on a déjà fait. Ouais. Là, encore. Encore. Là. Ouais. Là, encore. Ça, c'est ouh, comme une boîte. Ouh. Ouais. Il y a beaucoup, là. Oui. On a beaucoup, comme ça. Oui. Beaucoup vers la terre. Oui. Pomme de terre. Ah, il y a ici.
je n'ai pas vu. Quand c'est pour les bébés, je n'ai pas vu. Et non, maintenant. Là. Ah, William, arrête pas. Oh, oh, oui, c'est pas grave, toi, hein, tant pis. Ah, il a fallu qu'il mette ça ici. T'as pris beaucoup pour me tuer? Maman, on cherchait. Moi, je crois. Ah, il y a un bâti. Ah, go, 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 go. Ah. Attends, attends, maman, ouais, je fais. Waouh, elle est gros, celle-là. Oh, nounou. C'est non. Il est lourd. C'est comme un éléphant. L'éléphant. Con mình nó nói cái củ khoai tây đó nặng giống như con voi, nặng như con. Nó to luôn. Wow, con út. Wow, elles sont grandes hein. Oui. Bon, on va aller chercher le matériel pour finir. Ah, il y a con. Attends. Attends. Là bas. Un grand, un petit. Petit. Oui. Moyen, petit, moyenne. Oui, dạ, bịch chi về đỡ té. Oui. Em muốn gặn hết rồi. Voilà, le petit ne peut pas le mettre sur terre. Ôi, rồi đất mình đào khoai tây lên hết xong rồi các bạn. Bây giờ đất rất là tốt, rất là sớm. Mình sẽ trồng một cái loại giống rau gì đó cho mùa thu, mùa đông nha. Mình đang suy nghĩ coi mình trồng cái gì ở đây. Thì kỳ tới nếu mình trồng cái gì ở đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình lấy xà lách này luôn đi cơ các bạn. Bây giờ ăn cũng được 6-7 đợt rồi. Xà lách bây giờ nó cằn, nó lên cao rồi, sắp có bông rồi. Bây giờ mình bứng luôn đi để cho nó chóng để mình trồng cái khác ha. Đây nữa nè. Để đặt trống mình trồng cái khác. Mình có thể trồng thêm xà lách lại mới lại các bạn. Để mình dành ăn tới mùa thu, đầu mùa đông luôn. À, nó già rồi mình để thấy nó chặt đất mình trồng cái khác ha, bứng nó lên mình trồng cái khác. Gãy luôn, quơ xíu gãy lá luôn, non èo, lá non èo yếu xìu đó, bứng lên. Còn đây là không biết cây ớt, ớt chuông hay là ớt gì đó. Mình gãi hộp đại mà nó cũng lên các bạn. Rồi, đây là một thau khoai tây mà hai mẹ con mình đào xong rồi các bạn. Đó, nhìn nó đã ghê chưa? Thấy không? Nhiều củ hết sợ luôn á. Cái này mấy cái củ nhỏ này nè, mình đem đi mình nướng nè. Còn mấy củ to mình có thể là cắt ra nhỏ nhỏ làm khoai tây chiên ha. Thế vậy nó tự mọc lên mà cũng nhiều ha, có lý. Cái này nó tự mọc chứ mình không có trồng nha các bạn. Năm sau mình sẽ trồng nó vô trong một cái bọc, trong một cái bọc để riêng ra ngoài. Rồi mình dễ lấy củ hơn chứ cái này đào thấy lâu quá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Cảm ơn các bạn và nhớ like, đăng ký, chia sẻ video, ủng hộ kênh Cuộc Sống Bỉ nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.